Hôm nay mình xuống thử món trà chanh giả tây đang hot trên mạng. Mua ở quán cà phê gần nhà 25k. Có trang trí một lát chanh với lại một bông húng quế, nhìn cũng rất đẹp các bạn. Mời mọi người uống thử cùng mình nhé. Uống vào nó có vị trà, mùi chua của chanh, không ngọt lắm, khá ngon các bạn.